Chào các bác và anh em nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em kỹ thuật Hoàng Long lại đang có mặt tại trang trại Mộc Minh của chị Hoài tại Đông Anh, Hà Nội. Setup cho chị một cấu hình combo. Vừa rồi chị có đến cửa hàng trải nghiệm rồi. Và bây giờ anh em sẽ lắp luôn cho chị. Đây là combo của chị Hoài. Một đôi loa C12, một phúc F1200, một đẩy X22, một mic 31 Pro. Anh em đang cho hàng vào trong không gian của nhà chị. Setup tại cái một trang trại. Cái chi là đẹp nha các bác. Và các bác theo chân vào tham quan cái không gian. Anh em lắp đặt cái bộ dàn karaoke. Hãy subscribe.